Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phố Ăn Chơi. Thời gian vừa qua thì Phố Ăn Chơi không lên video đều đặn được. Thì thời gian sắp tới đây mọi người hãy follow, bởi vì chúng mình sẽ ra video đều đặn hơn. Đầu xuân năm mới, mặc dù là năm mới cũng không còn quá mới nữa, thế nhưng mà mình vẫn thay mặt cho team Phố Ăn Chơi chúc mọi người một năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Thì hôm nay mình mời đến đây một nhân vật rất là đặc biệt, đó chính là anh Linh. Xin chào tất cả các bạn, mình tên đầy đủ là Nguyễn Nhật Linh và mình sinh năm 2000. Mình hiện đang học khoa công nghệ đa phương tiện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Công nghệ đa phương tiện? Đúng rồi, multimedia. Multimedia. Thế thì không biết là cơ duyên nào đưa để anh đến vật vờ? Khi mà kiểu anh Vinh đăng một cái đoạn video ngắn lên là kiểu vật vào studio đang tuyển người ấy, thì anh có xem. Xong rồi một người bạn của anh cũng gửi cho anh, xong rồi bảo là Linh ơi, hay là mày ứng tuyển vào vào studio đi. Mình cũng không tự tin ấy, nhưng mà khi mà anh nộp CV và lên phỏng vấn thì gặp anh Lê Công Minh Khôi. Và sau một thời gian thì anh trúng tuyển và trở thành nhân viên của vào studio. Thế anh vào vào studio được bao lâu rồi? Anh vào vào studio chắc là từ tháng 5 năm ngoái, nghĩa đến nay khoảng 9 tháng 10 ngày. Chín tháng 10 ngày luôn. Thế thì bây giờ anh đang làm ở vị trí nào ạ? Hiện tại thì anh đang làm việc tại vị trí affiliate và quản lý một vài group của công ty. Bên cạnh đó thì anh cũng lo mạng website www.vvstudio.vn ấy. Có rất nhiều bạn cũng luôn luôn tìm kiếm cơ hội để được làm việc ở trong Vvvst Studio. Thì không biết là anh có thể chia sẻ những cái động lực để cho anh mạnh dạn có thể apply vào trong công việc này đúng không? Một lời khuyên cho những bạn nào mà muốn apply vào cái vị trí nào đấy thì các bạn, thứ nhất là các bạn phải tự tin vào cái khả năng của mình. Khi mà đi phỏng vấn ấy thì các bạn phải thể hiện được các bạn đáp ứng được những cái tiêu chí đề ra trong cái yêu cầu của công việc thì chắc chắn là sẽ được thôi. Thế anh thấy môi trường làm việc ở Vvvst Studio như nào? Thực ra cái tiền thân của Phố Ăn Chơi chính là kênh Vật và Vlog đúng không? Đúng rồi ạ. Đấy, thì là có theo dõi và có biết được là cái môi trường làm việc của Vật và thực sự là nó rất là năng động, rất là trẻ và nó rất là vui. Thế nên là kiểu bản thân anh trước khi vào đây thì anh cũng rất là khao khát được trở thành một trong những thành viên. Đây chắc là cũng nhiều bạn chắc là cũng có cái mong muốn giống như mình. Đấy. Môi trường thì kiểu sếp cũng như bạn đúng không anh? Kiểu lúc nào bọn em không cũng... thì sếp vẫn là sếp, nhưng mà sếp như kiểu một người anh kiểu thành viên trong gia đình. Đúng đấy. Kiểu không bị xa cách giữa khoảng cách là đúng kiểu rồi. Sếp và nhân viên ấy, nó không có cái bậc cấp như thế, nhưng mà làm việc thì vẫn rất là nghiêm túc. Đúng. Đó. Chính xác. Nhưng mà em thấy là mọi người ở trên Phố Ăn Chơi suốt ngày yêu cầu em phải cho anh lên hình thôi. Thế mọi người cũng có vẻ yêu quý anh như thế, tại sao anh không xuất hiện nhiều hơn ở trên Vvvst Studio hay là Vinso, hoặc là chuyển luôn sang làm reviewer cũng được? Anh muốn chia sẻ một cái lý do mà kiểu các bạn nghe kể cả cái đoạn phỏng vấn này, các bạn đôi khi thấy mình kiểu rất là khó, rất là ngượng ngùng, rất là ấy, bởi vì mình một người rất là ngại máy quay. Mình không giỏi cái việc ăn nói, nghĩa là mình cũng có cái khuyết điểm ấy. Nghĩa là mình cũng nhận ra là mình có cái khuyết điểm về ngoại. Chia sẻ lại một chút về cái lý do mà tại sao mà anh đã ứng tuyển vào Vvvst ấy. Thì ngày xưa bố mẹ anh kiểu không cho anh dùng điện thoại nhiều đâu. Kiểu ngày xưa bố mẹ bảo là dùng điện thoại nhiều thì hư ấy. Thế là anh rất là thích xem những cái kênh công nghệ. Thì anh kiểu xem rất là nhiều những cái video về điện thoại này, rồi về những cái sản phẩm công nghệ. Thì anh rất là hâm mộ những cái người reviewer, những cái người có khả năng nói rất là tốt trước ống kính. Đấy, ví dụ như là anh Vinh, ví dụ như là anh Dương, ví dụ như là Trang. Đấy, người có thể dẫn chương trình rất là tốt. Đấy thì rất là mong muốn có cái khả năng, nghĩa là rất là hâm mộ họ. Khả năng. Ok. Trong tương lai thì anh rất là muốn mình sẽ cải thiện được cái việc đấy. Thế là thông qua và chia sẻ của anh Linh thì mọi người cũng đã hiểu thêm về môi trường cũng như là cách làm việc của Vvvst Studio. Bây giờ em sẽ hỏi sang một khía cạnh khác của anh Linh, đó chính là khía cạnh đời tư. Thế thì không biết là anh đã có người yêu chưa? Anh á? Anh chưa. Thế thì gu bạn gái của anh là gì? Biết đâu thông qua video này lại tìm được người yêu sao? Anh cũng không có gu đâu. Anh nghĩ là kiểu khi mà anh gặp một cái bạn nữ nào mà kiểu cảm thấy phù hợp với mình thì thôi, chứ anh cũng... Thì thôi. Thế có bao nhiêu người yêu cũ rồi? Thì cái vấn đề này nó hơi tế nhị. Đấy, thì anh nghĩ là mình cần phải có một cái gì kiểu của dạng chất xúc tác. Thì mình
mới trôi chảy được. Hiểu luôn. Nói đến chất xúc tác thì em lại không thiếu. Đấy, thế bây giờ anh em mình chơi một trò chơi để cho nó dễ gọi là cởi mở với nhau nhá. Okay. Thì bây giờ em sẽ có một vài lá bài, trong đấy có những câu hỏi thì chúng ta sẽ bốc. Đấy, bốc để lá nào thì chúng ta phải trả lời. Nếu mà anh trả lời được thì em phải uống. Mà nếu mà em trả lời được thì anh phải uống. Mà nếu anh không trả lời được thì anh cũng phải uống. Em đã chuẩn bị các cái ly mà có cả rượu và cả nước lọc. Đấy, anh bốc, anh sẽ bốc. Cái này hên xui nha. Xem là ăn ở như nào. Rồi ok. Chu đáo không? Chu đáo không? Nghĩa là trong đây sẽ kiểu anh sẽ chọn bất kỳ. Đúng rồi, anh chọn bất kỳ rồi. Thì trong này để có ly có nước, có ly có rượu. Đấy. Ok. Nói chung là ăn ở. Ok, thế bây giờ kính lão đắc thọ mời anh bốc trước. Dứt khoát nha. Rồi. Xem nào. Bạn đã từng bị hấp dẫn bởi người cùng giới chưa? Chưa. Cái này thì là chia sẻ thật. Bởi vì là một số bạn kiểu cũng cứ thắc mắc, nhưng mà thực sự là mình chỉ hấp dẫn bởi những người khác giới thôi. Thật đúng không? Thật. Thật 100%. Tì danh nhá. À, thế em lại phải uống à? Đúng. Cái... Dốc. Úi dồi ôi, son. Rượu. Mết thế mà đổ ít. Đây. Ừ. Ok. Đây là một điều mà em mong muốn mọi người biết về em. Thật ra thì mọi người ạ, mình là một người chia sẻ khá nhiều ở trên mạng xã hội, mình cởi mở nên là mình biết là hầu hết tất cả mọi người đều biết. Thế nhưng mà có một vài điều mà mình cũng khó chia sẻ ấy. Kiểu mình cũng là con gái nên là mình cũng khá là nhạy cảm. Ở ngoài thì trông có vẻ tích cực, thế nhưng mà có những lúc mình cũng khá là buồn. Và khi mà mình đọc được những cái comment của các bạn ở trên phố ăn chơi ấy, có những bạn rất là đáng yêu thì các bạn comment động viên mình rất là nhiều. Thế nhưng mà có những bạn thì cũng có những cái comment chưa được tích cực cho lắm. Thì mình mong là tất cả những điều mà các bạn góp ý thì có thể góp ý một cách lịch sự này, nhẹ nhàng thôi chứ đừng kiểu quá gay gắt ấy. Với cả là có những vấn đề về mặt ngoại hình thì thật sự là mình không thể nào mà khắc phục được. Kiểu các bạn hiểu đúng không? Thì ngoại hình là bố mẹ mình để mình ra như thế này, mình không thể nào mà thay đổi được những cái thứ mà các bạn chê mình ở trên comment. Thế là có gì thì các bạn muốn góp ý mình về cách diễn đạt hay là cách quay video thì các bạn có thể góp ý nhẹ nhàng với mình, có thể nhắn tin trực tiếp với mình luôn cũng được. Còn những cái vấn đề khác thì mong mọi người có thể tinh tế hơn một chút. Anh Linh đã bao giờ gặp phải những cái anh Linh đã bao giờ phải gặp phải những cái comment kiểu ác ý chưa? Kiểu anh cũng xuất hiện rất là nhiều ở trên kênh Vinh Show hay thỉnh thoảng ở trên Vừa Vừa Studio, thì có bao giờ anh gặp phải những cái comment như thế không? Có, nhưng mà nghĩa là kiểu anh thì là con trai ấy, thì người ta sẽ không để ý quá nhiều đến cái phần ngoại hình ấy. Đấy thì thực sự thì hình ảnh, nếu mà hình ảnh nói về hình ảnh cá nhân nhé, thì anh lên kênh Vinh Show anh làm gì còn hình ảnh gì về cá nhân. Anh cũng là một đệ tử của anh Khôi Ngọc. Anh Minh Ngọc N mấy cái N. Đấy thì đôi khi là các bạn cũng chỉ nói về như thế thôi thì nó sẽ không kiểu bị gay gắt như là em là con gái. Ồ, chắc là em là con gái thì em sẽ bị nhạy cảm hơn. Với cả là anh cũng chưa xuất hiện quá nhiều ở trên những cái kênh kiểu nó chỉ xuất hiện với cái kiểu là vui vẻ các thứ thôi. Nên là mọi người cũng sẽ không có nhiều cái để nói. Nhưng mà đó, thì con gái có khi các bạn sẽ để ý nhiều hơn. Đó, anh uống, em ấy mà. Đây sẽ là rượu. Thế mới công bằng chứ. Ok. Rồi. Thực sự là anh chồng thực sự rồi. Anh cũng thích rượu ngọt. Bởi vì nhưng mà rượu này không ngọt lắm nha mọi người ơi. Anh thích rượu ngọt thôi. Rượu ngọt thì thường là anh mà sao? Quên. Điều trẻ trâu nhất mà bạn vẫn đang làm là gì? Trẻ trâu nhất à? Như thế nào là trẻ trâu nhỉ? Thôi, cái này khó quá, thôi anh uống đi. Ok. Bởi vì anh cũng không biết là cái bạn là cái hành động nào của anh là trẻ trâu. Có khi là tất cả hành động của anh đều là trẻ trâu. Có cả tất cả hành động anh. Ok. Đây. Ôi này rượu thì thôi ấy. Nhân phẩm quá kém. Rượu này nó cũng đồng độ khá là nặng đấy, 17,2 độ. Ừ. Nước. Okay. Nước. Rồi, đâu rồi, xem câu hỏi. Khiếp cái gì đấy, sao em quên không bỏ câu này ra khỏi bộ bài này. Em sợ anh vừa bỏ gì đâu, em bỏ hết mà.
Ôi em quên không bỏ. Đọc đi thôi, không trả lời được gì đấy. Nụ hôn đầu của em diễn ra như thế nào? Sao lại như thế nào? Ở đâu? Thì nó ghi thế nào mà? Yêu. Thôi câu đấy em uống nha mọi người ơi. Không miêu tả được à? Nước lọc. Đó là nụ hôn kiểu Pháp hay là nụ hôn kiểu... Ok, thế là Trang đã uống rồi mọi người. Mình ngây thơ lắm mọi người ơi, biết hôn là gì đâu mọi người ơi. Hôn là như nào, như này ạ? Chả hiểu sao em phải bỏ cái câu này ra khỏi đấy. Nỗi sợ lớn nhất của em trong một mối quan hệ là gì? Nếu mà trong tình yêu thì cái em nghĩ là quan trọng, cái nỗi sợ của em nhất là bị mất niềm tin ở trong tình yêu. Thật ra là cái vấn đề niềm tin ý là một cái vấn đề em nghĩ là to đùng to đoàn trong tình yêu luôn. Em cũng đã từng trải qua một mối quan hệ mà nó thiếu đi niềm tin ý. Và kiểu dù người ta có làm gì thì mình vẫn bị mất niềm tin. Một khi mà đã mất niềm tin rồi thì sẽ rất khó để lấy lại được. Thế nên là mà yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì nó sẽ ghen tuông rồi ngờ vực nhau các thứ, nó sẽ rất khó để duy trì một quan hệ. Thế còn anh Linh thì sao? Anh à? Trong một mối quan hệ? Những mối quan hệ anh đã trải qua ấy thì anh sợ nhất là điều gì? Sự mối quan hệ anh trải qua anh sợ lớn nhất là cái sự hứng thú giữa hai người trong mối quan hệ, nghĩa là khi mà họ không cảm thấy người kia còn vui nữa. Nó thẳng kiểu là mất hứng thú ở nhau, chán. Mất hứng thú, chán. Cái mối quan hệ nó gọi là bị đi xuống. Nó cứ bình bình ấy. Xong dần dần mọi người sẽ kiểu gặp gỡ nhiều người mới, đâm ra là ảnh hưởng đến cái quan hệ hiện tại. Thì anh nghĩ là kiểu hai người trong một quan hệ thì luôn là phải có cái gì đấy nó mới. Cái gì đấy nó làm cho nhau kiểu thích thú ở nhau. Đấy, muốn tìm hiểu thêm với nhau. Thực ra thì cái sự tin tưởng thì chắc chắn rồi, nó cũng là một cái quan trọng, nhưng mà anh nghĩ là cái mối quan hệ nó tồn tại được lâu hay không ấy thì nó phụ thuộc nhiều hơn vào cái yếu tố mà anh nói. Hứng thú đấy, đúng không? Là kiểu mình luôn luôn phải đổi mới để đối phương không cảm thấy chán. Thực ra thì nó cũng là một phần thôi, nhưng mà kiểu nó là một phần quan trọng nhỉ. Ừ thì nó cũng là ấy, nhưng mà kiểu anh nghĩ là như thế. Khi mà mình chán cơm thì mình mới đi tìm phở đúng không? Chứ mà cơm vẫn ngon thì vẫn còn ăn cơm. Đấy, ý anh là đấy, nhưng mà cũng playboy đấy. sợ mình chán người yêu. Ui dồi ôi, quá là playboy luôn. À thôi được rồi. Nhân phẩm anh tốt, mạnh nước rồi. Chết, khách mời chưa say xong rồi host đã say rồi. Thì đây, nếu bố mẹ của bạn không thích người bạn đang yêu thì bạn sẽ làm gì? Khi yêu ấy thì anh nghĩ là anh vẫn sẽ nghiêng về phía người yêu mình hơn là bố mẹ, bởi vì đôi khi có nhiều chuyện ấy. Bởi vì anh ở xa mà. Từ quê anh ở đâu? Quê anh ở Ba Tư Hải Dương chào em nhá. Ai chắc Hải Dương ạ? Hải Dương CD à? Ok. Ôi Hải Dương. Và thực ra thì Trang cũng không lạ gì Hải Dương đâu các bạn. Ôi Hải Dương á. Ui. Nói chung là kiểu Hải Dương thì đối với em nó cũng kiểu có nhiều kỷ niệm. Nhiều kỷ niệm nhưng mà thôi. Người Hải Dương xịn mà, nhìn anh Linh đây là biết toàn fuckboy, playboy. Thế mà xịn. Xịn, nên là xịn rồi oách như thế. Quay lại câu hỏi, quên. thì nếu mà khi bố mẹ mà không thích cái người mà anh yêu ấy thì anh nghĩ là anh vẫn sẽ nghiêng về phía người yêu của mình hơn. Bởi vì bảo vệ người yêu. Anh vẫn sẽ kiểu bảo vệ cô ấy hơn, bởi vì khi mà anh yêu anh nghĩ là mình đã phải ấy rồi. Anh khi mà ấy rồi là như nào? Ấy rồi là như nào? Ấy rồi như nào mọi người? Okay. Nếu mà anh đã dẫn cô ấy về ra mắt bố mẹ anh ấy thì chắc chắn là anh phải xác định cô ấy là một người phù hợp với bản thân mình. Anh vẫn sẽ bảo vệ người yêu của anh hơn. Bây giờ cũng có thể nhiều cặp đôi sẽ gặp, nhưng mà anh nghĩ là sẽ có cách nào đấy để nói chuyện với gia đình hơn. Chứ nó sẽ gia đình là thuyết phục. Hoặc là cái gì nó khắc phục được thì anh sẽ thẳng thắn chia sẻ với cả người yêu xem thì cô ấy có thoải mái không, trong vấn đề gì không. Hoặc là mọi người ạ, nếu mà bố mẹ phản đối ghê quá mà mình vẫn thích người yêu ấy thì mọi người làm luôn một đứa, thế là đằng nào cũng phải cưới thôi. Đây mình chính là phát hơn của chương trình của chúng ta. Khu mọi người. Cô gái vàng trong làng lựa chọn. Nước lọc. Nước lọc. May quá. Rồi dần ra Trang bốc. Điều hối tiếc lớn nhất của em là gì?
Thật ra em nghĩ là em không muốn sửa một cái gì đấy ở trong quá khứ của em cả. Tại vì em thấy là bây giờ có hối hận thì cũng chả để làm gì. Mà kiểu em cũng không suy nghĩ, em cũng không nghĩ là mình sẽ hối hận một điều gì đấy. Tại vì em cứ chọn đi, em cứ chọn một cái điều gì mà em nghĩ là ngày đấy mình có thể hoàn toàn thay đổi được. Nghĩa là kiểu ngày đấy em, ví dụ bây giờ em có cơ hội để em thay đổi một cái gì đấy trong quá khứ. Nếu mà có cơ hội thì em nghĩ là em sẽ chăm chỉ hơn trong trong cái thời gian vừa rồi. Kiểu em sẽ chăm chỉ trong việc học hành hơn, chăm chỉ trong việc làm việc hơn. Để ở khoảng thời gian hiện tại thì em đã có một vị trí tốt hơn. Đó, còn thật ra em cũng vẫn rất là mải chơi. Thế nên là kể cả việc học hành hay là việc làm việc thì em cũng kiểu rất là chill chill ấy. Nói là kiểu em lười làm hay là lười học thì cũng không hẳn. Thế nhưng mà kiểu em chưa thật sự quyết liệt với cái dự định của em. Thế là em mong muốn là nếu mà được sửa thì em sẽ chăm chỉ hơn, nhưng mà rất là may là cái việc đấy bây giờ vẫn em vẫn sửa được, em vẫn còn thời gian để sửa, thế nên là may mắn. Thế còn anh thì sao, anh có hối hận điều gì không? Trông anh nhiều boy, nhiều nuối tiếc lắm. Về việc hối tiếc ấy, thì anh chỉ hối tiếc là ngày đấy có thể anh sẽ chọn một cái môi trường học tập khác. Đấy thì anh sẽ tìm ra được cái đam mê của anh sớm hơn, anh sẽ tìm ra được cái định hướng công việc của anh ấy hơn, thì anh có thể giỏi hơn ở cái thời điểm hiện tại. Thì cái này là do mình, đam mê của mình thôi. Thế cái này nó cũng là một vấn đề mà kiểu các bạn sĩ tử bây giờ sắp đi thi thì cũng khá là băn khoăn. Kiểu có nhiều bạn cũng tâm sự với em là chả biết thích cái gì cả, chả biết vào học trường gì cả. Bây giờ để chọn một ngành, một trường để mà thi vào cũng rất là phân vân. Thế nên là anh có lời khuyên gì các bạn không? Kiểu cách để mà mình tìm được cái môi trường phù hợp với mình ấy. Cái này rất là khó. Nghĩa là ngay chính bản thân kiểu đây chắc là cũng rất nhiều bạn kiểu anh nói thật là cái thời điểm chọn trường chọn ngành nó cũng như thế thôi, cũng chả biết là mình thích cái gì, cũng chả biết là cái gì sau khi mà đã bước chân vào cái ngành ấy rồi, học và làm thì thực sự mà mới nhận ra là mình có hợp không. Nghĩa là đôi khi là ngành chọn người chứ người rất là khó để chọn được ngành. Đấy, thế nên là chỉ nói với các bạn sĩ tử là cái việc đấy cũng bình thường thôi. Thế nên là thôi mọi người cứ suy nghĩ thật kỹ, chọn một ngành mà thật là phù hợp với mình. Tự tin không, kiểu dạng kiểu tự tin với cả bản thân mình nhé. Tự tin mình có thể tốt ở cái lĩnh vực đấy. Được. Rồi, mời anh uống nào. Chính ra cái câu này là Trang trả lời, tâm ra mình trả lời nhiều hơn Trang. Không. Về sau mình phải uống. Chính xác, rượu. Chết, tí host lại phải chở khách về nhà. Rồi, câu cuối cùng. Okay. Món quà tuyệt vời nhất mà bạn từng được nhận là gì? Và ai đã tặng nó cho bạn và tại sao lại đặc biệt? Thực ra thì uống rượu vào thì nó hơi bị ấy một tí thôi. Các bạn xem mà cảm thấy nó hơi bị xến sủa thì thông cảm. Nhưng mà thực sự là kiểu món quà tuyệt vời nhất thì tất nhiên là kiểu được bố mẹ đã cho mình cái cơ hội để học tập. Cái điều kiện vật chất, bởi vì là mình ở làm được ở cái vị trí này ứng tuyển được vào vật vờ và đạt được đến thành quả ngày hôm nay thì tất nhiên là món quà thứ nhất là bố mẹ đã ban cho mình rồi. Món quà của người ngoài thì thực sự là bây giờ anh vẫn chưa có ấn tượng với cả ai cả, chưa có ấn tượng. Thế còn em? Ôi quá, trộm vía em được tặng nhiều quà lắm mọi người ạ. Nhưng mà em phải ấn tượng nhất với ai? Ấn tượng nhất thì chắc chắn là vẫn quà bố mẹ tặng thôi. Vì chẳng ai thương con cái bằng bố mẹ cả. Bố mẹ lúc nào cũng dành cho mình những điều tuyệt vời nhất. Người ngoài thì có khi người ta cũng vẫn phải suy nghĩ đắn đo xem là kiểu tặng quà này, tặng quà kia. Có khi người ta tặng quà để vì những cái mục đích khác. Nhưng mà bố mẹ thì lúc nào cũng tặng quà với mong muốn là mình có được cái điều kiện tốt nhất để mình có thể có cuộc sống tốt. Đó, chỉ cảm ơn bố mẹ thôi. Tại vì cho con quá nhiều thứ. Anh nhớ share clip này cho bố mẹ xem nhá. Em về em cũng share cho bố mẹ em xem. Thôi anh tính cả rồi. Em cũng tính cả mà. Ok, thì anh sẽ chọn ấy và anh em mình cạn ly. Ok. Chất của anh rồi, thôi chết rồi. Làm sao? Cái ly này ít. Em nghi lắm. Rồi chúng ta sẽ kết sâu vào. Thôi được rồi, em okay, biết là rượu rồi. Đây cũng là rượu, chúng ta cạn ly. Chúc anh ngày càng thành công trên... Em mong là chúng ta là những đồng nghiệp tốt. Chỉ là đồng nghiệp thôi. Đồng nghiệp thôi.
Rồi. Chúc em ngày càng xinh đẹp. Thế là chắc là bây giờ mình chưa xinh rồi mọi người. Không, giờ xinh rồi thì mới chúc ngày càng xinh đẹp. Mình phải có cơ sở thì mình mới chấp được đúng không mọi người? Rồi, cảm ơn anh. Okay. Mọi người đừng quên like, share cũng như là subscribe, nhấn nút chuông để cập nhật những video mới nhất đến từ Phú Anh Chơi nhá. Không subscribe đấm chết. Nha, tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt. Vẫy đi anh, vẫy đi. Tạm biệt. Tin vào cái kiến thức của mình và đấy thì nghe có vẻ hơn xến xuống một chút nhưng mà thực sự món quà tuyệt vời nhất vẫn là món quà. Ok. Chiếc điện thoại mới. Cái điện thoại. Tích xếp pin bật mở. Cái điện thoại làm im đấy. Ok. Mà em hỏi lại được. Em quên câu hỏi.